Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Trang, hiện tại mình đang phụ trách tuyển dụng của Axon tại Việt Nam. Lời đầu tiên thì chắc là cho Trang xin phép gửi lời cảm ơn đến team Crokin, bởi vì ngày hôm nay là team đã tổ chức một cái event gọi là đầu tiên của năm 2020, đúng không ạ? Rất là hoành tráng và có cả video quay ở đây nữa, thì rất là cảm ơn team Crokin đã hỗ trợ nhiệt tình bên Axon. Và lời thứ hai nữa thì Trang cũng xin muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở đây đã dành thời gian, gọi là hôm nay là một buổi sáng thứ bảy cuối tuần, đã tới văn phòng của Axon và tham gia chia sẻ những kiến thức của technical ha. Và hy vọng là mọi người sẽ có một cái buổi chia sẻ rất là thú vị và bổ ích. Rồi thì không biết là mọi người ở dưới có nghe rõ Trang nói không ạ? Dạ rồi, thì tại vì rất là xin lỗi mọi người, tại vì mình đang bị đau cổ cho nên là sẽ cố gắng nói lớn để cho mọi người nghe ha. Thì không biết là ở đây có anh chị nào chưa bao giờ nghe qua về Axon không ạ? Giơ tay giúp Trang được không ạ? 1, 2, 3. À, cũng vậy là cũng tương đối nhiều người biết về Axon đúng không ạ? Vậy thì không biết là ở đây có một bạn nào đó có thể chia sẻ giúp mình những cái gì mà mọi người biết về Axon được không ạ? Có ai có thể giúp Trang được không ạ? Mình chọn một bạn được không ạ? mọi người nhìn mặt có vẻ hơi lo lắng. Mời Tuyên được không? Thì Axon theo mình biết là một công ty của Mỹ, rồi làm về những cái như là public security. Nói chung thì mình có nghe là Axon có một dự án gì đó liên quan tới contract với quân đội của Mỹ đó. Thì một phần team data science của Axon là ngày trước là được mua từ công ty Mistfix Hostel Việt Nam. Ok, đã tất cả những gì mình biết về công ty Axon. Cảm ơn Tuyên. Không biết là mọi người có biết ngoài những thông tin này đây thì mọi người có bao giờ tìm hiểu về những cái sản phẩm mà chúng tôi đang làm là như thế nào không ạ? Nãy giờ mọi người coi video rất là nhiều rồi, thì không biết mọi người có thể chia sẻ với Trang một hoặc là những cái sản phẩm mà mình đang làm được không? Một buổi chia sẻ rất thoải mái cho nên mọi người cứ thoải mái đó ạ. Ai cũng nhìn mặt. mời Ân được không ạ? Em có xem một số video về Axon thì có biết một số sản phẩm như là về body camera hay là một số ứng dụng về computer vision chưa, để detect các cái khuôn mặt của để thu thập chứng cứ gì cho cảnh sát Mỹ. Cảm ơn ông rất là nhiều ha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã nhiệt tình chia sẻ những cái thông tin mà mọi người hiểu về Axon. Thì ngày hôm nay Trang ở đây với một cái nhiệm vụ nhỏ thôi, có nghĩa là mình xin phép mọi người khoảng 5 phút để mình chia sẻ về Axon cũng như là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang làm và những cái nhiệm vụ hiện tại mà chúng ta đang làm ở tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới là gì ha. Ok, thì thực ra Axon mình đã có mặt ở thị trường trên toàn thế giới và từ năm 1993 tới bây giờ, và tới thời điểm bây giờ thì chúng tôi thực sự đã có khoảng 27 năm thực sự là thay đổi cái lịch sử cũng như là những cái quá trình trong law enforcement và mang lại rất là nhiều những cái benefit cho cộng đồng. Chúng tôi là một công ty làm về product và tất cả những cái product của chúng tôi hiện tại chúng tôi tạo ra để mà cung cấp hầu hết cho bên B2B, cụ thể là bên chính phủ, bên law enforcement, bên police officer ở bên những thị trường như là bên Mỹ, bên châu Âu. Thì những cái sản phẩm của chúng tôi làm ra thì nó sẽ liên quan vào những connected device bao gồm như là taser gun hoặc là body camera, đến những cái hệ thống phần mềm để hỗ trợ cảnh sát họ lưu trữ và gọi là manage tất cả những cái chứng cứ liên quan về tội phạm ở trên cloud. Thì đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi offer cho khách hàng. Cụ thể như thế nào thì lát nữa Trang sẽ chia sẻ với mọi người ha. Thì cách đây 27 năm, có nghĩa là từ năm 1993, Rick Smith là một trong những CEO và founder của Axon. Thời điểm đó thì chúng tôi gọi là Taser. Thì sau một cái buổi gọi là một cái vụ tai nạn, hai người bạn học chung của ông đã bị chết bởi vì một cuộc bắn súng, thì anh mới suy nghĩ ra là một cái ý tưởng là làm sao mình có thể tận dụng được công nghệ để mình mang đến cho một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, mình có thể bảo vệ cho mọi người một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, và mình có thể giảm được cái số lượng bị chết bởi vì gây ra bởi đạn thật đi. Thì anh mới sáng chế ra cái sản phẩm đầu tiên của Axon, đó là Taser Gun, là
súng điện Taser Gun. Và từ đó đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi ngoài những cái sản phẩm về súng điện thì chúng tôi còn làm ra những cái sản phẩm khác. Mình lấy ví dụ như là về body camera, là những cái thiết bị mà cảnh sát họ mang lên trên người để mà họ làm nhiệm vụ, và nó sẽ hỗ trợ cảnh sát ghi lại tất cả những cái diễn biến tại hiện trường đó, tạo thành một cái chứng cứ. Và những cái chứng cứ như vậy thì nó sẽ được connect với cái hệ thống evidence.com để mà nó lưu trữ toàn bộ những cái chứng cứ ở trên đó. Thì đó là sơ bộ về những cái sản phẩm mà hiện tại chúng tôi đang làm. Đối với tại Axon thì chúng tôi có rất là nhiều những cái engineering office tại trên toàn thế giới. Cụ thể là ở Việt Nam thì đây là văn phòng về R&D lớn nhất ở khu vực châu Á, hoặc là bên Seattle là những cái engineering office mà chúng tôi đang focus vào. Thì đây là những cái quá trình hình thành và mình release những cái sản phẩm. Những cái sản phẩm của chúng tôi làm ra thì với mục đích là mình có thể protect được life. Mọi người có thể thấy được một cái slogan của Axon là Protect Life và Protect Truth. Thì không biết là Protect Life ở đây là gì và Protect Truth ở đây có nghĩa là gì thì Trang xin phép được chia sẻ với mọi người luôn ha. Thì vì sao chúng tôi lại nói là những cái sản phẩm chúng tôi lại mang đến một cái benefit là bảo vệ cuộc sống của mọi người? Bởi vì cái súng điện nó sẽ hỗ trợ cho cảnh sát trong cái trường hợp mà ngăn ngừa những cái trường hợp khi mà tội phạm họ có manh nhúng, họ sử dụng những cái vũ khí, họ gây thương vong cho người khác. Thì trong trường hợp đó, cảnh sát họ sẽ sử dụng súng điện để họ ngăn ngừa lại những cái trường hợp đó khi mà họ đang trên nhiệm vụ. Hoặc là đối với body camera, mình có thể ghi lại toàn bộ những cái diễn biến tại hiện trường đó để mà mình tăng cái khả năng nhận tội của tội phạm khi mà mình chất vấn họ. Và mình có thể hỗ trợ khách hàng trong cái việc mà lưu trữ tất cả những cái chứng cứ ở trên cloud như vậy, để mà hỗ trợ cho họ trong cái việc họ làm những công việc admin nhanh hơn, và họ có thể sử dụng thời gian đó họ ra ngoài hỗ trợ và họ bảo vệ cho cuộc sống cộng đồng nhiều hơn. Thì đó là những cái lý do vì sao mà chúng tôi muốn mang đến một cái ý nghĩa. Những cái sản phẩm mà chúng ta đang làm thì nó sẽ liên quan về community. Rồi thì đây là những cái quá trình lịch sử mà mọi người có thể thấy. Thì năm 1994 là thời điểm đầu tiên mà chúng tôi release ra cái sản phẩm đầu tiên của Axon, đó là Taser. Sau đó thì mình không chỉ làm về Taser không, mà chúng tôi sẽ focus vào những cái sản phẩm khác. Như mọi người có thể thấy là mình release Evidence.com vào thời điểm năm 2009. Và sau đó nữa thì chúng tôi sẽ bắt đầu những cái sản phẩm khác liên quan về body camera. Và trong những năm sắp tới nữa thì chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm khác nữa để mà hỗ trợ các cảnh sát, cụ thể là khách hàng của mình, những cái benefit tốt hơn. Rồi, thì hiện tại tất cả những cái sản phẩm của Axon đã gọi là reach được khoảng hơn 350.000 police officer ở trên toàn thế giới ha mọi người ha. Thì nó chiếm khoảng 85% của những cái thành phố lớn. Và những cái công nghệ mà chúng tôi mang đến là nó sẽ liên quan về real time live streaming, hoặc là AI và những cái connected device đối với like cloud system mà hiện tại chúng tôi đang offer cho khách hàng. Rồi thì để cho mọi người có một cái hình dung rõ hơn về những cái sản phẩm của Axon á, thì xin phép làm mời mọi người xem một cái video nhỏ để mọi người có thể hình dung được những cái chức năng của sản phẩm của bên mình ha. Thank you.
Rồi, thì đó là những cái video để recap lại những cái product mà hiện tại chúng tôi đang làm và những cái benefit nó mang lại như thế nào cho đến với cộng đồng. Thì hy vọng là mọi người cũng có một cái hiểu chung và rõ hơn về những cái sản phẩm mà hiện tại chúng tôi đang làm ha mọi người ha. Xin phép giới thiệu một xíu về Axon tại Việt Nam. Thì thực ra đây là cái event thứ hai mình làm với Crooking, và cái event đầu tiên thì là cũng là cái thời điểm đầu tiên mà Trang làm việc tại Axon là đầu năm ngoái. Thì khi mà Trang vô đây thì lúc đó khoảng chừng mình chỉ có khoảng chừng 50 mấy bạn thôi, và hiện tại thì chúng tôi đã phát triển lên khoảng chừng 110 bạn, và trong năm 2020 là một thời gian sắp tới đây thì chúng tôi sẽ phát triển lên khoảng chừng 200 nhân viên tổng cộng. Thì đó là những cái số lượng về nhân viên hiện tại của Axon. Những cái mảng chính mà chúng tôi đang tập trung tại Việt Nam thì mình sẽ có 3 mảng. Mảng đầu tiên thì chúng tôi làm liên quan về software engineering, có nghĩa là chúng tôi involve trực tiếp vào việc nghiên cứu và mình phát triển sản phẩm về phần mềm, đặc biệt là về cho evidence.com, tại vì hệ thống evidence.com là một trong những hệ thống rất là lớn. Hiện tại thì nó có khoảng chừng 75 petabytes data, và mỗi tháng thì chúng tôi nhập khoảng từ 4 đến 5 petabytes data vào nữa. Thì trong cái hệ thống đó thì chúng tôi sẽ có những cái service khác nhau, mình lấy ví dụ như là về performance hoặc là reduction, hoặc là hỗ trợ cho khách hàng có thể làm transcript được toàn bộ những cái giọng nói như mọi người có thể thấy trên cái video đó. Thì mỗi cái service như vậy thì chúng tôi đều có một cái team nhỏ để mà mình có thể hỗ trợ và mình deliver những cái sản phẩm liên quan về evidence.com. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng tôi focus nhiều vào phần AI và research. Thì như mọi người cũng biết là những cái sản phẩm của Axon thì nó có về AI application đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng tôi như bạn Tuyên hồi nãy có chia sẻ, thì đầu năm 2017 thì Axon Việt Nam có mua lại một team bên Computer Vision của bên Misfit, khoảng 7 người. Thì hiện tại team đó vẫn làm việc tại Việt Nam và focus chủ yếu vào việc nghiên cứu về AI và phát triển những cái sản phẩm liên quan về AI, apply về AI trong tất cả những cái sản phẩm của Axon. Và phần thứ ba thì chúng tôi sẽ focus nhiều vào phần hardware. Hardware ở đây chủ yếu nó sẽ liên quan về body camera. Chúng tôi có đội ngũ các bạn kỹ sư về phần cứng, phần mềm, kỹ sư nhúng, và build luôn một phần lab ở lầu 2 để mình có thể test cái body camera đó trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, và mình có thể improve được cái quality của nó. Thì đó là một số những hoạt động chính của Axon. Thì như hồi nãy mình có chia sẻ với mọi người, thì từ đây đến thời điểm 2020 thì chúng tôi sẽ mở rộng rất là nhiều team khác nhau, và những cái vị trí mà hiện tại chúng tôi đang tuyển thì nó sẽ liên quan nhiều về software engineer, bao gồm back end, front end, full stack cho tất cả level từ 0 đến rất là nhiều năm kinh nghiệm. Những cái công nghệ mà chúng tôi đang làm liên quan về software engineer thì nó sẽ liên quan về Scala, Golang, Kubernetes. Front end thì nó sẽ liên quan về React.js, Redux.js. Thì trong trường hợp mà mọi người có những cái interest liên quan với Axon và cũng như là nhiệm vụ của chúng tôi đang làm thì mọi người có thể feel free để mà mình apply ha. Ngoài ra thì mình sẽ có những vị trí liên quan về QA hoặc là hardware nữa. Thì rất là hy vọng là sẽ gặp lại được mọi người trong năm 2020. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe, và chúc mọi người một buổi cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người.